Vâng, kính chào quý vị các bạn nha. Thì như đã hứa là mình sẽ thực hiện cái video này, mình quay lại cái kết quả của việc mà mình phun thuốc trị con bọ chỉ ha các bạn. Ở video trước thì mình đã có phun một lần thuốc trong video cho các bạn xem rồi. Và hiện tại là đã 8 ngày sau khi phun cái lần đó. Thì 4 ngày sau nữa mình có phun một lần nữa bằng cái loại thuốc mình có giới thiệu ở video trước luôn các bạn. Dưới video này mình sẽ chèn một cái link của cái video trước cho các bạn xem luôn. Thì hôm nay mình xin được phép mình quay cái kết quả cho quý vị các bạn xem. Hôm nay là nụ hoa nó nở rất là đẹp nè. Nụ to, hoa nở nè các bạn. Loại này là hồng vàng, siêu nụ. Những cái lá ở dưới cái nụ này nó vẫn còn hơi nhăn một xíu là do sao các bạn? Là những cái vết tích của con bọ chỉ nó để lại trước khi là mình xịt thuốc là nó đã bị rồi, nên là mình xịt thuốc nó chỉ là hết ở cái lá mới thôi, còn cái lá mà đã bị tấn công rồi đó, thì nó sẽ không hết được nha các bạn. Thì ở đây là cái tược mới ra nè, các bạn thấy không, đa phần là nó đã hết bọ chỉ hoàn toàn rồi các bạn. Bạn thấy đọt mới không? Lá nó bóng lại ha, không có dấu hiệu nhăn. Và ở đây nụ nó rất là sáng bóng nè, nó không có bị đen hay các bạn. Hôm trước thì mình có pha một ít thuốc bệnh, thì hiệu quả của thuốc bệnh như thế nào mình kiểm chứng cho các bạn xem luôn. Thì ở đây là những cái lá khô lại, nó rụng nè các bạn, thì chứng tỏ là thuốc bệnh cũng hiệu quả luôn ha các bạn. Đây các bạn thấy lá khô, còn những cái lá mà các bạn phun mà thấy nó đốm mà nó không có bị khô cái lá lại để nó rụng, nó đầm lá mới á, thì chứng tỏ là thuốc của các bạn không hiệu quả. Và nếu mà chỉ nó vẫn còn quăng queo á, nó không có lá mới, nó không có được bóng như vậy á, thì chứng tỏ là thuốc của bạn cũng không có hiệu quả nha. Ồ, thấy cái nụ hoa sáng không các bạn? Đây, ở video hôm trước thì các bạn thấy cái cây hồng của mình á, nó nhăn nhèo hết luôn, nụ nó đen luôn ha các bạn. Hôm nay xin mời quý vị các bạn tham quan một lượt những cái cây mình đã xịt thuốc cùng lượt với ba cây hồng này của mình, thì xem hôm nay nó đẹp như thế nào ha các bạn. Những cái lá cũ nó bị nhăn nheo là do tàn tích của cái con bọ chỉ nó để lại. Rồi những cái lá mới đây, còn trước mặt các bạn đây là cây hồng ngọt cổ quế thơm nè, nó ra tuột mà nó đỏ ao luôn các bạn, bạn thấy không, nhìn mê lắm các bạn. Đây còn trước mặt các bạn đây là cây hồng Kaze Hanabi nè, hồng này cánh đơn nè, các bạn thấy nụ chi chít luôn không, tuột mới rất là đẹp luôn. Cái mai vàng của mình nữa nè, cả cái mai vàng của mình bữa lá nó cũng bị bọ chỉ ăn bấy bá hết trơn mà hôm nay nó ra lại nè các bạn. Đây là những gì mình minh chứng, mình thật sự không có thêm bớt gì hết, có sao mình nói vậy các bạn. Mục đích của mình là muốn chia sẻ với các bạn làm sao mà để cái vườn của bạn đừng có bị bọ chỉ thôi. Ngoài ra đây mình không có BA hay gì mà để mua bán tất cả các bạn. Ok, như vậy á thì mình đã kiểm chứng cái thuốc trị bọ chỉ của mình cho các bạn xem rồi ha. Thì bạn nào mà thấy có hay mà có ý nghĩa, có giúp ích gì được cho các bạn á, thì mong quý vị là hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ video, like video. Cảm ơn, xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn video sau.